Quân đội Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng lên kế hoạch xây dựng hợp tác cấp cao. Thưa quý vị, báo Việt Nam Plus loan tin Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã thăm và làm việc tại Trung Cộng từ ngày 19 tới 22 tháng 2 năm 2019. Tại đây, ông Vịnh đã có cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng. Trong cuộc gặp, ông Vịnh khẳng định mục đích của chuyến thăm là để thúc đẩy hoạt động liên lạc cấp cao giữa hai lực lượng quân đội Cộng sản nặng tình cha ghẻ con nuôi của hai nước – đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai quân đội ngày càng thực chất hơn. Ngoài ra, thì ông Vịnh đã xin Bộ Quốc phòng Trung Cộng hỗ trợ quân đội Cộng sản Việt Nam về mặt vật chất như là các trang thiết bị cấp cứu trang bị của đại đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, trong khi đó, thì người Việt Nam cũng đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump giúp ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Cộng. Theo như tờ Asia News cho biết, thì Việt Nam ở trong nước và hải ngoại đã vừa ký tên vào một bức thư gửi cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi Hoa Kỳ cảnh giác về mối đe dọa của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Cộng tại Biển Đông. Nội dung bức thư bày tỏ mối hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về vấn đề nêu trên. Cuộc họp lịch sử lần thứ hai này cũng sẽ diễn ra theo như kế hoạch trong hai ngày, ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội. Những người ký tên vào bức thư nhấn mạnh đến một loạt sự kiện trọng đại xảy ra tại Việt Nam và Biển Đông kể từ năm 1974 cho đến nay, với hy vọng là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải, công pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia tại vùng châu Á, Thái Bình Dương. Bức thư cũng đã nhắc đến kỷ niệm năm thứ 40 xảy ra của chiến tranh Việt Nam và Trung Cộng. Lá thư nói rằng, Mặc dù chiến tranh của chiến tranh xảy ra trong thời gian ngắn, từ ngày 17 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 3 năm 1979, nhưng đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng bộ đội và thường dân Việt Nam. Cuộc chiến tranh cũng đã đồng thời mở màn cuộc xâm lược của Trung Cộng nhắm vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và chỉ kết thúc khi mà binh sĩ Trung Cộng rút về bên kia biên giới. Những người ký tên vào bức thư thỉnh nguyện nhấn mạnh rằng, tinh thần chống Trung Cộng vẫn còn mạnh mẽ và lan rộng ở người dân Việt Nam và đã phục hồi trở lại vì cuộc tranh chấp Biển Đông. Lá thư tố cáo Trung Cộng lợi dụng tính chất chưa rõ ràng của nền công pháp quốc tế để giành chủ quyền 85% diện tích Biển Đông, dẫn đến các cuộc tranh chấp liên quan đến đảo Trường Sa mà cả Trung Cộng, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền, cũng như là Philippines, Trung Cộng và Đài Loan đều cùng giành chủ quyền bãi cạn tại Scarborough.